ra được cái đầu rồi. Quá xinh luôn. Bắt đầu có cơn rặn. Có lẽ sẽ được đón con đầu tiên ở lần này. Có lẽ là lần rặn này là sẽ được đón con đầu tiên rồi. Ba mươi phút kể từ lúc bắt đầu rặn. Rồi, rặn đi. Rặn nhiệt tình vào. Để cho nó giải quyết cho nó cái đứa đầu tiên cho nó xong đi. Cái rặn nhiệt tình thì nó mới ra nhanh. Đứng dậy, ngồi thì còn lâu. Ngồi lâu lắm. Đứng thì nó mới nhanh. Rặn lông rồi. Nó đã ra chưa? Chưa thấy có con nào ra cả. Cái này nó ra rất nhanh rồi đó. Mông vảnh cong lên thế này. À, ra được cái đầu rồi. Ok. Rồi. Để đây để anh xử lý cho. Để cho con mẹ nó làm cũng được. Không vấn đề gì cả. Mà mình làm hộ nó cho nó giải quyết cho nó nhanh. Đó. Đây nha. Nhìn để biết cái cách hộ cho nó thì sẽ hộ như thế nào. Rồi, ok. Để đây để anh xử lý cho. Rồi, một con rất là to. Yên đấy, để đây để anh xử lý cho. Thôi thôi, không cần. Không cần. Đây. Thôi, không cần thiết. Đây này, cái kìm kẹp này kẹp như thế này này. Kẹp vào thì để cắt rốn thì nó không bị chảy máu. Nó không bị chảy máu, bị trong ra. Bỏ nhau luôn, không cho ăn. Rồi. Liếm rốn cho con đi. Liếm cuống rốn đi. Con cái đầu tiên. Đấy. Đấy. Đang cố nó xì nước ối ra đấy. Còn là những cái con mà nó đẻ mà nó còn nguyên bọc theo cái kiểu như thế này thì nó cho con nó khỏe lắm. Ừ, tí nữa. Chờ tí. Đây. Hỗ trợ cho nó là hỗ trợ cái việc này này. Lau cho cái người con cho con nó khô đi này. Đây. Lau này một là vừa là giúp nó khô người, hai là nó cũng là một cái cách kích thích cái phổi của con cho con cho nó xì được ối ra. Cái cuống rốn mà vừa cắt như thế này là hơi dài. Đây. Hơi dài này. Cắt bớt nó đi một tí là vừa. Đó, cắt lên đây là vừa, như thế này là vừa. Khoảng tầm 1 cm thôi. Con cho con đẻ ra là nó có thể ti mẹ ngay. Đó. Đặt nó vào đúng cái ti thì là nó sẽ ti thôi. Còn nếu mà những con mà nó yếu ấy, nó không ti thì cũng không phải lo đâu. Nó không ti ngay đâu. Thì một lúc sau nó sẽ ti. Đó, vẫn đang ngậm mà. Ngậm là lít cái gì? Rồi, đứa thứ hai, ra chưa? Hay là mới vỡ ối thôi. Rồi, đứa thứ hai. Sao con to này? À, phải liếm đi cho nó cầm máu. Ừ, ok. Đây, liếm cho con này. Liếm bụng, liếm bụng. Cái nước bọt của con mẹ là nó giúp cho con chó con
cái cuống rốn nếu mà con nào mà nó chảy máu ấy thì nó sẽ cầm máu. Đây là hai con chó con đầu tiên, một con đực và một con cái. Có lẽ sắp có con thứ ba. Ba mẹ con đến bây giờ chắc là sắp có con tiếp theo. Hơi bị lâu, con thứ ba này hơi bị lâu cho nên là phải cho nó cái oxytocin này. Đây, tiêm cho nó cái oxytocin này. Đây, sắp sẵn oxytocin một ống của nó 2 ml. Siro đặng đứa thứ ba đây. Đặng nhanh, nó chờ lâu quá rồi. Siro nằm đây này. Nằm nhanh xem nào. Nằm suốt. Nhưng hẳn nhanh xem. Nào. Đúng rồi. Mình kéo đó chả. Nào. Ra được xong cái đầu nó xong thì anh sẽ kéo được ra. Vẫn chưa xong, nghẹn một tí ở cái cổ. Nữa đi, nữa, nữa đi. Rồi, rồi, ok. Rồi, giờ thì sẽ kéo được nó ra, không để nó chui vào. Cố lên. Ui sổ, ui nó to à. Sao mà cái đầu con lại to thế? Cố gắng hết sức xem có cứu được không? Lưỡi vẫn còn đỏ thì còn có khả năng. Được, con đã từ từ đấy. Từ đã. À, được. Vẫn còn... khả năng nó hồi nhỏ.
có cơ hội. Rồi, đến đi. Ừ, được, bắt đầu hồi lại này. Bắt đầu có cơn thở rồi này. Cố lên. Đấy, bắt đầu có cơn thở. Đấy, bắt đầu có cơn thở. Cơn thở nó bị quá to hay là như này. Bắt đầu có cơn thở dày hơn. Đồng chí ấy đã trở lại. Rồi, siro nằm đấy đi. Nằm đấy để kích thích cho nó một tí nữa. Đảm bảo là lâu, đảm bảo là chắc chắn là nó hồi lại. À, đấy, liếm cho con đi. Phải rồi. Thêm nữa đi. Thêm nữa rặn nhiệt tình. Đó. Cứ sắp thôi, nhưng mà không cần tiêm. À, ra để anh xử lý cho. Để nó ra đây. Đứng cho nó đi. Úi xồi ôi, sao cái con đực to to thế. Rồi, đây, cho nó ra đây cho nó tì mẹ tí nào. Bình thường ấy, là chúng nó tì này, chúng nó đẻ ra cái này chúng nó sẽ mút tì ngay. Tự con khỏe là đẻ ra là tự nó mút tì ngay. Đứa thứ 6, Siro đang liếm đứa thứ 6. Đực 2 cái, đực. Thì vậy là 4 đực 2 cái rồi. Rồi, chờ tí nào. Lau sơ sơ cho nó một tí đây. Bú nhiệt tình. Giờ mới con thứ 7. Ok, con thứ 7. Con thứ 7 nhưng con này cũng bị vỡ ối và bị ngạt.